Ngày 3 tháng 12, ông Lê Minh Tiến, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên ISO, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo về việc cán bộ kiểm lâm của đơn vị tử vong trong khi tuần tra tại điểm nóng phá rừng. Theo báo cáo, vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 12, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Sơ bộ ban đầu, quyền trạm trưởng trạm kiểm lâm số 2 bị bắn vào người bằng súng hoa cải với 14 vết đạn. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ISO cho biết thêm, nạn nhân tử vong tại điểm nóng tuần tra, gần tuyến đường lực lượng kiểm lâm chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào khu bảo tồn thiên nhiên ISO. Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 12, đồng nghiệp thức dậy không thấy nạn nhân ở trạm. Lãnh đạo khu bảo tồn đã cử lực lượng tìm kiếm ông. Đến 15 giờ ngày 2 tháng 12, phát hiện nạn nhân đã tử vong trên rẫy ngô của người dân.